sách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee vn gạch chéo sách Official Store. Cô xin chào tất cả các em. Tiếp tục với nội dung kiến thức của kỹ năng thực hành viết, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài viết luận văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ. Và trước khi tiến hành thực hành, các em lưu ý một số vấn đề lý thuyết như sau. Về mặt khái niệm thì đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ là đoạn văn thể hiện những cảm xúc suy nghĩ của người đọc về một bài thơ tám chữ. Những yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ bao gồm. Thứ nhất là các em cần phải trình bày cảm nghĩ của mình về một bài thơ thuộc thể loại thơ tám chữ. Về cấu trúc của bài viết sẽ gồm có 3 phần như sau. Phần thứ nhất là phần mở đoạn, các em giới thiệu nhan đề bài thơ, tác giả và đưa ra những cảm nhận chung của mình về bài thơ bằng một câu, chúng ta gọi đó là câu chủ đề. Phần tân đoạn kem trình bày cảm xúc suy nghĩ của bản thân về một vài nét đặc sắc trong nội dung và hình thức nghệ thuật của bài thơ, làm rõ những cảm xúc suy nghĩ về những hình ảnh từ ngữ đã được trích từ bài thơ. Và cuối cùng, phần kết đoạn kem khẳng định lại ý nghĩa của bài thơ đó và ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân em. Sau đây chúng ta tiến hành phân tích bài viết tham khảo trong sách giáo khoa, bài viết mang tên Đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về bài thơ tự trường. Với câu hỏi số 1, xác định nội dung câu chủ đề, câu kết đoạn của đoạn văn. Với nội dung của câu chủ đề đó là Lòng tôi chật bồi hồi sao xuyến vì gặp lại những cảm xúc của thời áo trắng khi đọc bài thơ tự trường của nhà thơ Huy Cận. Như vậy thì trong câu chủ đề cũng chính là câu mở đoạn này, tác giả đã giới thiệu được tên của bài thơ, tên của tác giả và đưa ra những cái cảm nhận chung về bài thơ đó, đó là những cảm xúc bồi hồi sao xuyến. Với câu kết đó là Cảm ơn nhà thơ đã giúp ta thêm trân trọng từng giây phút của tuổi hoa niên, giúp ta lưu giữ ký ức đẹp trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Câu hỏi số 2, người viết dùng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm nghĩ, cảm xúc và suy nghĩ về bài thơ được thể hiện như thế nào trong đoạn văn? Trong bài viết thì tác giả đã sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm nghĩ và với các em khi tiến hành viết cảm nhận về một bài thơ hay là về một tác phẩm văn học nào đó thì các em cũng nên sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ những cái cảm nhận, những cái suy nghĩ của mình một cách chân thực nhất có thể. Và cảm xúc suy nghĩ của bài thơ được thể hiện trong đoạn văn, đó chính là sự xúc động, bồi hồi, sao xuyến và sự trân trọng từng khoảnh khắc, đẹp đẽ và trong sáng vô ngần. Câu hỏi số 3, đoạn văn đã phân tích những nét đặc sắc nào về nghệ thuật của bài thơ? Trong bài viết thì người viết đã tiến hành đưa ra chỉ ra cái nghệ thuật liệt kê, đó là những sắc thái cảm xúc của nhân vật trữ tình như là háo hức, xôn xao, hy vọng tin tưởng ở ngôi trường mới và việc sử dụng biện pháp nghệ thuật này để nhấn mạnh ý, diễn đạt đầy đủ và sâu sắc hơn nội dung của văn bản. Cái thứ hai đó là cách trình bày theo hình thức tổng phân hợp, có câu chủ đề nằm ở đầu và cuối đoạn văn đã giúp cho văn bản trở nên logic và mạch lạc hơn. Câu hỏi số 4. Tìm các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn và chỉ ra tác dụng của chúng. Các em lưu ý cô nhắc lại kiến thức như sau, chúng ta có một số phép liên kết về hình thức, đó là phép thế, phép lặp, phép nối, phép liên tưởng. Đấy và trong cái bài viết này thì tác giả đã sử dụng phép thế. Từ cảm xúc với những sắc thái cảm xúc, việc sử dụng những từ ngữ này để tránh lặp lại từ cảm xúc, đồng thời có ý nghĩa tương đương nhằm tạo tính liên kết giữa các phần trong văn bản đó. Và sau khi chúng ta đã tiến hành phân tích bài viết tham khảo, hiểu rõ hơn về cách thực hiện bài cảm thụ về một đoạn thơ bài thơ 8 chữ, tiếp theo cô sẽ hướng dẫn Kem quy trình viết về đề bài. Chọn một bài thơ 8 chữ mà em yêu thích, viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ đó. Với đề bài này, trước tiên là với bước chuẩn bị, các em sẽ tiến hành tìm một bài thơ theo đúng yêu cầu về mặt thể loại và tiến hành trả lời cho cô một số câu hỏi như trên màn hình để tiến hành chuẩn bị. Tiếp sau đó chính là phần tìm ý và lập dàn ý. Ở phần này, Kem sẽ cần phải đọc diễn cảm bài thơ vài lần để có thể cảm nhận được cái nhịp điệu, được thể hiện qua cách gieo vần ngắt nhịp và hiểu rõ hơn về nội dung của bài thơ. Tiếp đến, Kem xác định một vài những nét đặc sắc độc đáo về hình thức nghệ thuật của bài thơ, ví dụ như là cách vận dụng sử dụng những từ ngữ hình ảnh, các biện pháp tu từ, nhạc điệu, rồi là cách sắp xếp bố cục bài thơ và cuối cùng là vai trò của các hình thức nghệ thuật đó trong việc thể hiện nội dung của bài thơ. Cái số 3 là các em cần ghi lại những cảm xúc mà bài thơ đã khơi gợi cho em bằng một vài cụm từ và tiến hành sắp xếp các ý đã tìm được theo cái sơ đồ tham khảo ở trên màn hình. Gồm 3 phần, đó là mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn và cái phần này thì cô cũng đã giới thiệu với các em ở cái phần những yêu cầu đối với dạng văn này rồi bước số 3 đó là bước viết đoạn ở bước này thì kem sẽ triển khai đoạn văn dựa trên các gian ý đã lập khi viết thì chúng ta lưu ý chú ý đảm bảo những yêu cầu về nội dung cũng như là về hình thức nghệ thuật và cái bước cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đó chính là bước xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm sau khi đã tiến hành viết xong kem có thể tham khảo cái mẫu bảng kiểm sau để tiến hành tự chỉnh sửa theo những cái yêu cầu của bảng kiểm ví dụ trong phần mở đoạn thì mở đoạn cái chữ đầu tiên kem phải viết hoa và lùi đầu dòng cái thứ hai đó là các em cần phải dùng ngôi kẻ thứ nhất để trình bày những cảm nghĩ của mình về bài thơ và trong mở đoạn có câu chủ đề nêu tên bài thơ tên tác giả và những cảm nghĩ chung về bài thơ trong thân đoạn thì các em tiến hành trình bày những cảm xúc suy nghĩ về một hoặc một vài những cái độc đáo của bài thơ làm rõ tác dụng của những biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ với phần kết đoạn thì các em khẳng định lại ý nghĩa và giá trị của bài thơ đối với bản thân cuối cùng là dùng dấu câu phù hợp để kết thúc đoạn văn và một cái yêu cầu nữa liên quan đến diễn đạt thì các em sẽ cần phải sử dụng kết hợp một vài phép liên kết cho phù hợp và không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. Sau đây thì cô mời các em quan sát một bài viết tham khảo như sau. Bài thơ quê hương của Tế Hanh gợi cho tôi nhiều cảm xúc ấn tượng. Những câu thơ mở đầu là lời giới thiệu hết sức đơn giản về quê hương của nhân vật trữ tình. Đó là một làng trài có truyền thống lâu đời, nằm gần biển. Sau đó tác giả tiếp tục khắc họa công việc quen thuộc của người dân quê hương, đó chính là ra khơi đánh bắt cá. Hình ảnh con thuyền ra khơi đầy dũng mãnh, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Nhưng có lẽ với tôi, ấn tượng nhất không phải là khung cảnh đoàn thuyền khi trở về. Bến đỗ trở nên tấp nập, sôi nổi, cho thấy một chuyến ra khơi bội thu. Người dân trài lưới khỏe khoắn đang làm công việc thu hoạch cá, con thuyền thì trở về nằm nghỉ ngơi sau một hành trình lao động vất vả. Đến khổ thơ cuối, Tế Hanh đã bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ quê hương khi phải xa cách. Tác giả nhớ những hình ảnh quen thuộc của quê hương, đó là màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, con thuyền rẽ sóng. Câu thơ cuối thốt lên, gửi gắm tình cảm, nỗi nhớ ra diết. Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Tác phẩm có âm điệu khỏe khoắn, hình ảnh sinh động cùng với ngôn từ giản dị. Tôi đã thực sự yêu thích bài thơ quê hương. Như vậy thì trong nội dung video của ngày hôm nay cô đã tiến hành hướng dẫn các em soạn bài viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Sách.